Thành công nối tiếp thành công, Trấn Thành giàu tới mức độ nào? Làm 3 phim doanh thu khủng cả 3. Sống trong căn hộ 20 tỷ như khách sạn, đi xe 7 tỷ, bị đồn tài sản đã lên ngàn tỷ. Nói thiệt nha, đó giờ chưa thấy diễn viên nào mà tài sản 1.000 tỷ mà diễn không cần cắt hay đơ vậy luôn. Cắt xe sự kiện trên trời, mỗi show 130 triệu, đóng quảng cáo gấp 5 lần lên. 12 năm trước đã nộp thuế 1,9 tỷ thì giờ phải cỡ nào rồi? Trấn Thành đang là một trong những ngôi sao thành công nhất trong Vbiz, làm đâu là thành công ở đó, vậy nên khối tài sản của anh đã lên tới những con số khủng tới mức khó tin. Trấn Thành là một đại gia ngầm trong Vbiz, thuộc top những ngôi sao đắt show và thành công nhất hiện nay dù anh không mấy khi khoe khối tài sản khủng của mình. Đáng chú ý trong vài năm trở lại đây là việc anh lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim và liên tục thành công với 3 phim liên tiếp. Hiện, Trấn Thành là đạo diễn đầu tiên của Việt Nam có tổng doanh thu gần 1.400 tỷ đồng với chỉ 3 tác phẩm. Thông tin trên Tiền Phong cho hay, sau khi ăn chia với nhà rạp, trừ một số khoản phí như phí phát hành